Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Hôm nay thì ở Việt Nam vẫn còn đang nghỉ lễ, nhân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và cái ngày thứ bảy chủ nhật thì bù cho nên là ở Việt Nam hiện tại là nghỉ lễ 4 ngày. Xin kính chúc tất cả quý vị khán giả ở Việt Nam có những ngày nghỉ lễ thật là vui tươi, ấm áp cùng với người thân và gia đình. Hiện tại thì trên cộng đồng mạng đang xôn xao một cái video mà tất cả mọi người đang theo dõi và mong chờ có một cái kết quả. Bên cạnh đó thì cơ quan chức năng cũng vào cuộc để làm rõ vụ việc này. Thực sự khi xem qua một cái đoạn video rất là ngắn nhưng mà mọi người cảm thấy rất là đồng cảm thương cho người phụ nữ này. Có những người có thể là đoán thôi, đây là một người vợ của một người ở trong xe. Vì quý vị khán giả biết là trước đây cũng có tình cảnh là khi một người vợ đi đánh ghen mà đâu đó thì thấy tình nhân trong một chiếc ô tô, và khi bà vợ cũng đi tới mở cửa xe cũng thế này thế nọ, cũng nói, nhưng mà mọi người biết là phụ nữ thì chỉ có nói lát giáp rồi thôi, nhưng mà là người đàn ông thì họ lại binh vực người tình của họ và họ sẵn sàng hạ cánh tay thượng cẳng chân người vợ của mình. Thực sự làm cho cộng đồng vô cùng bức xúc. Thì hôm nay cái video này mọi người đang đoán thôi chứ không biết sự việc như thế nào, nhưng thấy rất là thương cho người phụ nữ khi mà đu cánh cửa xe như vậy là rất là nguy hiểm khi mà xe ô tô đang chạy. Và cái điều đáng nói là cái người tài xế trong xe này không dừng lại mà cố tình lạng lách để hất cái người phụ nữ này xuống đường. Nhưng người phụ nữ này bám được một đoạn, thưa quý vị khán giả, sau đó thì cũng không có trụ được, cuối cùng thì bị hất xuống đường. Và cái video này đang được cộng đồng mạng quan tâm và các nhà chức trách cũng vào cuộc. Đây là một sự việc xảy ra ở Hà Nội, người phụ nữ đu cánh cửa ô tô chạy bị hất văng xuống đường. Khi mà thấy người phụ nữ bám vào cái cánh cửa ô tô đang chạy như vậy đó, mọi người xem mà thật sự là không dám nhìn luôn đó quý vị khán giả, sợ rất là nguy hiểm cho tính mạng của cái người phụ nữ này. Trong khi đó thì tài xế liên tục lạng lách tìm mọi cách để hất văng người phụ nữ này xuống. Thực sự là rất là buồn khi họ là cái cách hành xử như vậy. Mặc dù là chưa biết rõ mối quan hệ cái người phụ nữ và cái người tài xế trong xe như thế nào, nhưng mà cái việc làm của cái người tài xế trong xe này làm cho cộng đồng mạng vô cùng bức xúc và phẫn nộ. Chiều hôm nay là ngày 1 tháng 5 thì Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau khi xuất hiện cái video này đăng tải trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một người phụ nữ bám theo cánh cửa ô tô đang chạy và bị hất văng xuống đường, đơn vị đã vào cuộc xác minh. Xác minh ban đầu thì sự việc xảy ra vào lúc 13:50 ngày 1 tháng 5, đoạn nút giao thông từ đường Vành Đai 3 qua cầu Thanh Trì nhập vào quốc lộ 5 hướng chạy về nút giao Cổ Linh, quận Long Biên. Trong hình ảnh video ghi lại thì chiếc xe Mazda CX-5 mang biển số của Hưng Yên đang giao lưu đang lưu thông trên đường hướng từ cầu Thanh Trì về Bắc Ninh thì đột ngột dừng xe bên lề đường. Và cái người phụ nữ này mặc bộ đồ đen thì mọi người thấy cái dáng dấp của ta là có vẻ là rất là quý phái ha, thân hình thon gọn, mọi người đoán là có thể là sự cãi vã của người vợ với người chồng. Lúc này thì khi mà người phụ nữ bám chặt vào cánh cửa, khi mà cái bánh xe của ô tô thì vẫn lăn băng băng trên đường. Thế nhưng ở đây là cái tài xế không dừng lại mà tiếp tục tăng ga lạng lách hất người phụ nữ này xuống đường luôn quý vị khán giả. Chạy được khoảng 30 mét thì người phụ nữ này ngã xuống đường, còn lái xe thì bỏ mặc cho người bị nạn và tiếp tục chạy về hướng quốc lộ 5. Đó là theo xác định của phía ban đầu ở công an. Thực sự rất là buồn.
đôi khi chưa hiểu, nhưng mà cộng đồng mạng đoán có thể là vợ chồng cãi nhau. À, thì trong lúc đó thì ông chồng lại là cho người phụ nữ này dừng xe lại xuống đường và có thể đi luôn. Đó là đoán của cộng đồng mạng thôi. Còn chúng ta phải chờ cái kết quả chính xác là từ phía công an điều tra như thế nào. Còn báo pháp luật đưa tin thì vụ người phụ nữ bám cửa ô tô như vậy có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Đội cảnh sát giao thông số 5 đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh clip người phụ nữ bám vào ô tô ở tại vành đai số 3. Thì cái video này lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, quý vị khán giả. Thì cái thời gian mà xác minh là không xa đâu. Trong cái video này thì người phụ nữ cố gắng kéo mở cửa ở phía bên trong và đu theo cái chiếc xe này. Và biển số ở đây là 89A141.36. Tuy nhiên cánh cửa không những không mở mà người điều khiển xe ô tô này tiếp tục chạy mặc cho người phụ nữ đu bám theo chiếc xe này. Mọi người bức xúc quá. Sau khoảng 10 giây thì người phụ nữ này không còn trụ được nữa, cho nên tuột tay ngã ra đường, rất là nguy hiểm. Còn cái người đàn ông phía bên trong thì tăng ga bỏ chạy. Thì theo cái người đăng tải, quý vị khán giả, cái video này thì anh ta cho rằng đây là một vụ đánh ghen. Bước đầu thì Vương Phân chỉ mới có xem cái đoạn đầu thôi, còn cái đoạn sau thì thông tin được hé lộ. Chính cái người đăng tải cái video này trên cộng đồng mạng cho rằng đây là vụ đánh ghen. Thì quý vị khán giả thấy rồi đó, chắc có lẽ là khán giả đoán cũng là không sai. Do cái chung chiếc ô tô này có người đàn ông có thể là chở bồ nhí, thì đây là một người vợ đi theo, và đồng thời là thấy nhân tình mình bên trong thì người đàn ông hết sức là nhẫn tâm khi thấy người vợ của mình đu bám theo vậy, nhưng mà cố tình lạng lách để là hất cái người phụ nữ này xuống, còn mặt trong xe thì chở nhân tình đi như vậy. Thật sự là đau lòng quý vị khán giả. Đôi khi nói về cái chuyện mà vợ chồng rồi đôi khi ghen tuông làm cho người trong cuộc tan nát con tim. Trong cái video này cộng đồng mạng rất là thương cho người phụ nữ này, quý vị khán giả. Một người vợ đâu đó thương chồng, muốn giành giật lại cái hạnh phúc gia đình cho mình, nhưng mà thấy chồng mình chở tình nhân như vậy thực sự là lòng xót xa, cho nên là không nghĩ tới bản thân mình, dám can đảm đu bám theo cái cánh cửa như vậy, thì mặc cho cái người đàn ông bên trong lạng lách để hất cái người phụ nữ này, họ cố tình bảo vệ cái người tình nhân mình trong chiếc xe. Thực sự ra là cái người quay cái video này thì họ cũng đăng tải và họ cũng cho biết cái thông tin như vậy. Còn vụ việc xác minh làm rõ thì chúng ta hãy chờ cơ quan chức năng. Theo bên cơ quan điều tra thì chúng tôi đang cho hệ thống xác minh vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, nên đơn vị phải phối hợp với cơ quan chức năng khác. Tôi chưa thể cung cấp bất kỳ thông tin nào cho tới hiện tại. Đó là chỉ huy của đội cảnh sát giao thông số 5, công an Hà Nội cho biết. Rất là nhiều người xem cái video này thì họ vô cùng bức xúc cái người đàn ông trong xe, quý vị khán giả. Mà thực sự cái người phụ nữ đôi khi họ muốn níu và giành giật lại cái gia đình hạnh phúc của họ, đôi khi họ hy sinh cả bản thân mình. Và biết như vậy rất là nguy hiểm, tại vì trên đường đi xe cộ rất là đông đúc, mà đu bám theo chiếc xe như vậy, cái tốc độ chạy, nếu như trong cái lúc mà người phụ nữ này buông tay xuống, thực sự là nhiều người xem rất là hoảng hốt. Đôi khi ngã xuống cái bánh xe sau nó có thể là rình rập bất cứ lúc nào trên thân thể cô gái này. Cái điều đó phải nói là cô này cũng rất là may mắn khi mà cổ ngã như vậy. Thứ nhất là xe cổ phía sau tông tới, rồi thứ hai nữa là giữa bánh xe như vậy thì cái bánh xe sau có thể là lăn tới. Cái điều này thật sự mọi người xem mà vô cùng hoảng hốt, nói tức là thương cho cái cô gái này hết sức là đau khổ. Đôi khi cái người vợ, quý vị khán giả biết, đau đớn và họ cảm thấy tổn thương vô cùng, tan nát con tim khi mà cái người chồng ngoại tình, họ ngủ không yên, rồi họ canh giờ giấc. Chúng ta là người phụ nữ, ai có gia đình rồi thì hiểu, đôi khi người đàn ông thì họ phóng khoáng đào hoa cô A B C D vân vân, và họ đã tìm cách giấu người vợ của mình. Đi ra ngoài đường thì người bồ thì thơm phức lừng lẫy, còn đi về nhà thì đôi khi vợ là xề xòa, rồi họ lại có cái sự so sánh. Nhưng mà
đến khi mà tàn hơi kiệt sức đối với vị khán giả. Chỉ có người vợ là lo lắng cho mình thôi, còn những con bồ linh tinh ABC thì nó sẵn sàng cao bay xa chạy. Vì sao nhiều người phụ nữ lại cặp đại gia, những người chân dài, những người gọi là mang cái sắc đẹp của mình đi tìm những người đàn ông có vợ? Thì họ có những cái lý do, tình cho thì tiền cũng cho, trao đổi với nhau thôi chứ đâu có ai dạy gì. Đó, thì chính vì vậy những người phụ nữ đó họ cũng vì tiền, họ đang tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác, để cho những người vợ phải đau đớn trong lòng chờ chồng và đau khổ. Phải nói là khi mà cái sự đau khổ của người phụ nữ đó không thể nào diễn tả được. Có những người họ yếu lòng, họ có thể là hóa điên vì họ quá yêu thương chồng, và họ vì một cái hạnh phúc gia đình mình không thể để cho con mình mất cha. Chính vì này, những cái giây phút ghen tuông không có kiềm chế được quý vị khán giả, thì ai là người vợ chắc có lẽ là trên đời này phụ nữ là phải ghen. Mà cái ghen của người phụ nữ nó còn nhẹ nhàng hơn ghen của người đàn ông nha. Người đàn ông ghen ra là từ chết tới bị thương chứ không đơn giản. Ở đây thì cái người phụ nữ trong cái video này thật sự hết sức là thương quý vị khán giả. Cộng đồng mạng vô cùng bức xúc cái người tài xế trong xe, thì coi đó là người chồng đi. Tại vì cái người mà đăng tải cái video này nói là đây là một cái vụ đánh ghen. Thì cộng đồng mạng là khi mà xem trước cái video là đã biết rồi. Thật sự mà nói, chị em phụ nữ chúng ta thân mến, đôi khi ghen thì có ghen, nhưng mà cũng hãy nghĩ tới con cái của mình ở nhà. Đôi khi làm như vậy ảnh hưởng tới sức khỏe và kể cả tính mạng của mình. Khi mà mình có việc gì mình ra đi rồi thì họ cũng vui chơi cùng với nhân tình của mình thôi đó. Còn con cái của mình thì ai chăm lo? Cho nên hãy nghĩ về con cái mình, rồi cái vụ việc này về tính sau, lấy hết bằng chứng cứ rồi về tính sau. Nếu như người đàn ông thực sự nó có cái gọi là luật nhân quả trong hôn nhân, nếu ai mà có thể là tin cái điều này, thì luật hôn nhân quả trong hôn nhân không xa đâu quý vị khán giả. Những người phản bội vợ con đến một lúc nào đó thân tàn ma dại, khi giàu sang thì có nhiều người đến, mà khi quạnh hiu trống vắng, khi nghèo đó, khi mà không còn tiền thì không còn ai mà đu bám. Chắc có lẽ là trong xã hội này rất là nhiều trường hợp những người đàn ông đã sai đường lạc lối, và sau tàn cuộc thì họ cũng có những cái chia sẻ và những cái hối hận của họ. Nhưng mà kính thưa quý vị khán giả, thời gian không bao giờ quay trở lại. Cho nên những việc gì đã qua rồi thì dù có hối hận nhưng mà chắc có lẽ là mang theo suốt cả cuộc đời, ít có khi nào làm lại được. Và cái thời gian trôi qua, khi mà sang một trang mới thì mọi thứ đều mới mẻ, không thể nào quay lại được. Thì hôm nay Phương Văn cũng chia sẻ và một cái ít cảm nghĩ về cái cuộc sống trong cái tình cảm vợ chồng, cũng như cảm nhận cá nhân của mình mà thôi. Còn quý vị khán giả có thể chia sẻ bình luận ở phía dưới video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã đồng hành cùng kênh Phương Văn. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị khán giả có những ngày nghỉ lễ vui vẻ, hạnh phúc. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.